các vị đại biểu Quốc hội. Tôi lắng nghe, chú ý lắng nghe thì tôi thấy những vấn đề mà các vị đại biểu đặt ra đều quan trọng và cũng đều có cái phạm vi khá rộng. Tôi cũng xin cố gắng trình bày từng vấn đề. Trước hết là ý kiến chất vấn của đại biểu về chủ trương của chính phủ để bảo đảm chủ quyền của ta ở Biển Đông, rồi cái đảm bảo cho các ngư dân của ta đánh bắt ở Biển Đông. Tôi xin được trình bày mấy ý kiến sau đây. Thưa tất cả các đồng chí, các vị đại biểu, quán triệt đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia của Đảng và Nhà nước ta, và trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, rồi tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc. Và căn cứ vào cái thỏa thuận, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà ta và Trung Quốc mới ký đây trong chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc. Căn cứ những cái chủ trương, đường lối và những nguyên tắc nêu trên thì chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền đối với bốn loại vấn đề trên Biển Đông như sau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề đàm phán phân định ranh giới vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Tôi xin nhắc lại, vấn đề thứ nhất là vấn đề đàm phán với Trung Quốc để phân định ranh giới ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Trong vịnh Bắc Bộ thì sau nhiều năm đàm phán, ta và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận phân định ranh giới năm 2000. Còn vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, nếu theo Công ước Luật Biển năm 1982 thì thềm lục địa của nước ta có chồng lấn với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Từ năm 2006, hai bên đã tiến hành đàm phán. Mãi tới năm 2009 thì hai bên quyết định tạm dừng vì lập trường hai bên còn rất khác xa nhau. Đến đầu năm 2010 thì hai bên thỏa thuận là nên tiến hành đàm phán những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Sau nhiều vòng đàm phán như tôi vừa trình bày, là nguyên tắc đó đã được hai bên ký kết trong dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vừa rồi. Theo những cái trên cơ sở cái nguyên tắc này, trên nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển này, thì vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau đàm phán để phân định ranh giới vùng biển này trên cơ sở Công ước Luật Biển, trên cơ sở DOC, tôi nói là tuyên bố DOC nói tắt, trên cơ sở các nguyên tắc đã thỏa thuận, để có một cái giải pháp hợp lý mà hai bên có thể chấp nhận được. Thì chúng ta đang thúc đẩy cùng với Trung Quốc để xúc tiến đàm phán giải quyết cái phân định này. Cũng xin nói thêm là trong khi chưa phân định thì trên thực tế với cái chừng mực khác nhau thì hai bên cũng đã tự hình thành cái vùng quản lý của mình trên cơ sở đường trung tuyến. Và cũng trên cơ sở này mà chúng ta có cái đối thoại với Trung Quốc để bảo đảm cho cái việc an ninh, an toàn trong cái việc khai thác nghề cá của đồng bào chúng ta. Đó là vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai là chúng ta phải chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền, đó là vấn đề quần đảo Hoàng Sa. Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, là Việt Nam chúng ta khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã thật làm chủ thật sự ít nhất là từ thế kỷ thứ 17. Chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Và chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa thì năm 1956 thì Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo Trường Sa. Rồi đến năm 1974 thì cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm các toàn bộ cái quần đảo Hoàng Sa. Trong cái sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án cái việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Thì chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối cái hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán giải quyết, đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình. Chủ trương này của chúng ta là phù hợp với nguyên cái hiến chương Liên Hợp Quốc, phù hợp với công ước luật biển, rồi phù hợp với cái tuyên bố DOC. Đó là loại vấn đề thứ hai mà chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền. Vấn đề thứ ba là quần đảo Trường Sa. Thì quần đảo Trường Sa năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, thì hải quân chúng ta đã tiếp quản năm cái hòn đảo tại quần đảo Trường Sa, đó là đảo Trường Sa, đảo Sông Tử Tây, đảo Sinh Tồn, đảo Niêm Yết và Sơn Ca. Năm đảo này do quân đội của chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đang quản lý, chúng ta tiếp quản. Sau đó với cái chủ quyền của chúng ta tiếp tục mở rộng thêm lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân. Ngoài ra chúng ta còn xây dựng thêm, chúng ta còn xây dựng 15 cái nhà giàn ở khu vực bãi Tư Chính để khẳng định chủ quyền của chúng ta ở vùng biển này, cái vùng biển trong cái phạm vi mà 200 hải lý thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Trong khi đó thì ở quần đảo này, ở quần đảo Trường Sa này, thì Trung Quốc cũng đã chiếm là 7 bãi đá ngầm. Đài Loan chiếm một đảo nổi, rồi Philippines chiếm 9 đảo, Malaysia chiếm 5 đảo. Còn Brunei có đòi hỏi chủ quyền trên vùng biển nhưng không có chiếm giữ đảo nào. Như vậy thì trên quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam là quốc gia có số đảo đang đóng giữ nhiều nhất so với các quốc gia và các bên có đòi hỏi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa. Và Việt Nam chúng ta cũng là quốc gia duy nhất có cư dân đang làm ăn sinh sống, đang làm ăn sinh sống trên một số đảo mà chúng ta đang đóng giữ với số khẩu là với số hộ là 21 hộ, 80 khẩu, thì trong đó có 6 khẩu cũng đã sinh ra và lớn lên ở các đảo này. Thì chủ trương của chúng ta đối với thực hiện chủ quyền đối với quần xa là như thế nào mà các đồng chí nêu ra, tôi cũng muốn nói rõ cái này.
Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện công ước luật biển, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây mà chúng ta đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu giữ nguyên trạng, không, các bên là giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực này. Đó là cái việc thứ nhất, là chúng ta yêu cầu phải giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm để gây cái mất cái ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực này. Thứ hai là chúng ta tiếp tục, tôi xin nói rõ là chúng ta tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế, xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật ở những nơi chúng ta đang đóng giữ, bao gồm cả đường xá, điện, rồi là trạm xá, trường học, rồi nước, vân vân, để cải thiện đời sống và tăng cường cái khả năng tự vệ của quân dân trên cái đảo Trường Sa. Đó là cái việc làm thứ hai. Cái việc làm thứ ba đó là chúng ta có các cơ chế chính sách hiện nay đã có, chính phủ đang yêu cầu sơ kết đánh giá lại cái cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bào ta khai thác thủy hải sản, vận tải biển trong khu vực này. Không có thời gian tôi không nói cụ thể, nhưng mà đã có, đang có hiệu quả, nhưng mà chúng tôi thấy rằng cần phải sơ kết để bổ sung, để làm sao khuyến khích hỗ trợ cho bà con của chúng ta thực hiện cái làm ăn sinh sống, cái thực hiện chủ quyền trên cái vùng biển Trường Sa này. Vấn đề thứ tư đó liên quan tới cái cam kết quốc tế, là chúng ta nghiêm túc thực hiện và yêu cầu các bên liên quan đó nghiêm túc thực hiện là theo đúng công ước luật biển năm 82 và tuyên bố DOC, là phải bảo đảm cái tự do hàng hải ở Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, tự do hàng hải ở Biển Đông. Bởi vì đây là mong muốn, là lợi ích của tất cả các bên liên quan, không chỉ của Việt Nam, của tất cả các bên liên quan của các nước. Vì trên tuyến Biển Đông, trên Biển Đông là tuyến đường vận tải hàng hóa từ Đông sang Tây, mà trên tuyến đường này đã chiếm cái dung lượng vận tải từ 50 đến 60% tổng lượng hàng hóa vận tải từ Đông sang Tây. Đó là cái những việc chúng ta làm cụ thể, và lập trường này của chúng ta là đó báo cáo với các vị đại biểu là được cộng đồng quốc tế là ủng hộ, tại gần đây nhất là cái tại cái hội nghị cấp cao ASEAN và cấp cao ASEAN với các đối tác. Vấn đề thứ tư mà chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền đối với trên Biển Đông là vấn đề phải khẳng định, phải giải quyết và khẳng định cái chủ quyền của chúng ta trong phạm vi 200 hải lý thuộc đặc quyền kinh tế, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo công ước luật biển năm 1982. Chúng ta đã và chúng ta sẽ tiếp tục là khẳng định chủ quyền để quản lý, thực hiện chủ quyền ngày càng đầy đủ hơn, hiệu quả hơn đối với vùng biển này. Tôi xin nói lại là vùng biển 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo công ước luật biển năm 1982. Đó là những cái có thể nói là các vị đại biểu quốc hội, tôi không có thời gian, tôi xin trình bày vắn tắt bốn vấn đề mà chúng ta đang chủ trương giải quyết và khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Rồi vấn đề